Ê, nghe nhạc đánh chưa? Tìm biên khúc. À, chưa. Hôm nay mình sẽ đi múa. Biểu diễn đây là phần quan trọng nhất nè. Vô. Không có tiết hai luôn. Lấy 3 sao. Đó, bây giờ mình không có chơi gọi là cái gì một ít nữa. Đánh gì nhìn cho nó choáng váng. Ok, nói công lên. Tập trung vô nha, hả đó. Không. Ba sao. Căng không? À, rồi thôi được rồi. Okay. Làm nhanh nhẹ. Bây giờ ai chơi một ít. Ngày thứ năm rồi. Vỗ tay rồi hay không? Anh gọi kiểu gì? Kiểu gì trong anh gọi cái bàn phím á. Thế vô có giảm kháng được không? Được. Trời ơi, bận bộ bóng hình xanh lên. Bóng hình màu xanh thì nó sẽ giảm kháng giống như những cái con phong khác thôi. Có điều cái sự giảm kháng giữa con này với con khác nó ngon dở chỗ nào là do cái kêu. Cái chiêu của Seju nó ngáo lắm, chứ chạy chạy đâu có tác dụng trong việc là đánh nhau. Cái chiêu của con Seju nó có tác dụng trong việc di chuyển hơn. Thành ra là nếu mà cũng bận bộ đồ đó, cũng bóng hình màu xanh, nhưng mà tụi Venti Kazuha nó làm tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ đặc tính của chiêu thức. Chơi điện thoại 3 sao vậy đó anh. Ừ, không có điện thoại chơi đâu. Điện thoại tốn kém lắm. Chơi Genshin này phải điện thoại phải xịn nha. Điện thoại bèo bèo chơi không nổi. Điện thoại của anh chơi Genshin không nổi. Ừ, điện thoại coi quá sao chơi. Cái game này điện thoại phải xịn mới được. Ok. Anh ấp đi ăn cơm nhé. Chút trưa không nếu trưa ngồi chơi mà sẽ chơi game khác. Và tất cả mọi người. Rồi. Ăn cơm 1 giờ rồi. Cũng la hết chuyện rồi, ngồi chưa giờ rồi. He, chúc ngồi chiều đánh Viration hay là Dota gì đó tiếp tục nhưng qua. Em rút phân 3, đồ âm mát còn lắp. Cái lúc đầu mới mở lên thì nó êm đúng không? Khi mà cái điện thoại vấn đề là khi mà mình chơi một hồi chừng 15 phút nó nóng lên đó, nó đầu nóng cái tột. Nóng vô cái kiểu như là phần cứng chịu không nổi, nó không hoạt động đúng công sức. Điện thoại nào cũng vậy.